Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh. Tôi là Thu Hoài, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính ngày 6 tháng 6. Những báo động đỏ của nền kinh tế Mỹ. Nga tăng cường bơm khí đốt sang Trung Quốc. CEO Binance CG tới Việt Nam gặp gỡ các đối tác. Vietjet mở 2 đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới Ấn Độ. KBC, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 cao gấp 4,7 lần thực hiện năm ngoái. Những lo ngại về việc kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái đang ảnh hưởng lớn tới các thị trường. Nhu cầu tiêu dùng sụt giảm vì giá cả leo thang. Thị trường bất động sản cũng ảnh hưởng tiêu cực do giá cao và lãi suất tăng. Đầu tiên, báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ được công bố hôm 3 tháng 6. Chỉ ra thị trường lao động đã có thêm 390.000 việc làm. Đó là con số cao hơn dự báo nhưng vẫn giảm từ mức tăng 428.000 vị trí hồi tháng 4. Nhiều doanh nghiệp chật vật vì chi phí lao động tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung lao động. CEO hãng xe điện Tesla Elon Musk cũng tiết lộ có linh cảm rất tệ về nền kinh tế. Ông cho biết muốn cắt giảm khoảng 10% việc làm tại Tesla. Thứ hai là thị trường nhà ở. Chi phí đi vay đã tăng vọt do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Vào tuần trước, lãi suất của khoản vay thế chấp, lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm, đạt trung bình 5,09%, tăng từ mức 2,99% cùng kỳ năm ngoái. Điều đó khiến nhiều khách hàng tiềm năng rời bỏ thị trường làm nhu cầu sụt giảm. Doanh số bán nhà có sẵn tại Mỹ trong tháng 4 đã ghi nhận tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Thêm vào đó, theo cuộc khảo sát mới nhất của Fed, tất cả 12 khu vực đều ghi nhận tăng trưởng dương, nhưng tác động của việc thắt chặt các điều kiện tài chính đã trở nên rõ ràng. Theo đó, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm vì giá cả leo thang. Thị trường bất động sản cũng chịu tác động tiêu cực bởi giá cao và lãi suất tăng. Thực phẩm và nhiên liệu là hai yếu tố chính đóng góp vào lạm phát kỷ lục ở Mỹ. Hôm 1 tháng 6, giá xăng tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục 4,67 USD trên gallon. Một nguyên nhân khác là nhu cầu xăng dầu tại Mỹ phục hồi mạnh sau thời kỳ dịch bệnh. Các hãng hàng không của Mỹ đều ghi nhận lượng đặt vé cao, ngay cả khi giá vé máy bay đã tăng cao hơn mức trước đại dịch. Lượng khí đốt chuyển giao cho Trung Quốc thông qua siêu đường ống sức mạnh Siberia đang tăng mạnh, trong khi nhiều nước châu Âu ngừng nhập khẩu khí đốt Nga. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga trong tuần này cho biết xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia đang tiếp tục tăng trưởng. Việc giao hàng là một phần của hợp đồng dài hạn song phương giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Đường ống xuyên biên giới dài 3.000 km bắt đầu cung cấp chính thức khí đốt tự nhiên của Nga cho Trung Quốc vào năm 2019. Tuyến phía đông của đường ống này có công suất là 61 tỷ mét khối khí mỗi năm, bao gồm 38 tỷ mét khối để xuất khẩu. Năm 2020, Gazprom cung cấp 4,1 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến sức mạnh Siberia. Theo Gazprom, họ đang thực hiện dự án sức mạnh Siberia 2, xây dựng một đường ống dẫn khí đốt đến Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ. Đường ống mới này có khả năng cung cấp tới 50 tỷ mét khối khí khi đi vào hoạt động. Gazprom nhắm mục tiêu trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Trung Quốc, chiếm hơn 25% nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc vào năm 2035. Hồi đầu tháng 5, Gazprom cũng thông báo nguồn cung khí đốt của Nga cho Trung Quốc đã tăng gần 60% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Cho đến nay, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho một loạt quốc gia EU như Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan. Cùng lúc đó, Moscow tăng cường cung cấp khí đốt cho các đối tác mới ngoài châu Âu như Trung Quốc, Ấn Độ với mức giá hữu nghị hơn. Mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước. Ngày 4 tháng 6, CEO của Binance CG đã đến Việt Nam để trao đổi với các đối tác trong nước về việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng blockchain vào một số lĩnh vực tại Việt Nam. Từ kỹ sư công nghệ đến tín đồ Bitcoin. Như nhiều tỷ phú công nghệ trên thế giới, CG cũng là một kỹ sư lập trình. Tuy nhiên, khác với Elon Musk hay Bill Gates, gây dựng được thành quả từ khi còn trẻ, CG dường như vô danh ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Cuối thập niên 1980, sau khi sang Canada đoàn tụ cùng bố, Charles mới lần đầu tiếp xúc với máy tính một cách thực sự. Từ công việc đầu tiên là xây dựng hệ thống khớp lệnh giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, Charles tiếp tục dấn thân sâu hơn vào ngành fintech với công việc tại Chatbook của Bloomberg, chuyên phát triển phần mềm giao dịch tương lai.
năm 2005, Zhao nghỉ việc và chuyển đến Thượng Hải, Trung Quốc để khởi nghiệp. Công ty Fusion System do ông sáng lập có sản phẩm chính là một hệ thống có khả năng đáp ứng các giao dịch với tần suất cao dành cho các nhà môi giới chứng khoán. Bước ngoặt đến với công ty ông vào năm 2013 khi ông 36 tuổi, sau một cuộc trò chuyện cùng hai người bạn là giám đốc điều hành BTC Trung Quốc Bobby Lee và nhà đầu tư Ron Cao. Cả hai đã nhắc đến một loại tài sản tiền số có tên là Bitcoin và khuyến khích Zhao thử đầu tư 10% tài sản vào chúng. Với nền tảng sẵn có về công nghệ, ông không mất nhiều thời gian để đọc sách trắng của Bitcoin và hiểu về cơ chế của đồng này. Với trải nghiệm của bản thân sau khi phải sống ở nhiều nước và mỗi lần di chuyển tốn nhiều chi phí cho việc đổi tiền, ông bắt đầu nhận thấy tiềm năng của tiền điện tử. Niềm tin này cũng đưa ông đến với những nhà truyền bá Bitcoin nổi tiếng khi ấy là Ben River và Nick Carey. Họ cùng lập ví tiền điện tử blockchain.info. Một năm sau, khi đạt được những thành quả nhất định, Zhao tiếp tục thử thách bản thân với vai trò là giám đốc công nghệ của OKCoin, một trong những sàn mua bán Bitcoin lớn trên thế giới bấy giờ. Năm 2017, các sàn như OKCoin hay ví tiền số kiểu blockchain không hiếm. Tuy nhiên, chúng hầu hết hỗ trợ người dùng đổi tiền pháp định sang Bitcoin với giao diện khó sử dụng. Zhao chính thức tung ra Binance bằng sự kiện phát hành đồng BNB, thu về 15 triệu đô la Mỹ vào giữa năm 2017. CZ, từ một kỹ sư với tên tuổi và tài sản khiêm tốn, sau chưa đầy một năm, vươn lên thành tỷ phú với tổng tài sản được xác định khoảng 1,1 đến 2 tỷ đô la Mỹ. CEO CZ đã tới Việt Nam trao đổi với các đối tác trong nước về nghiên cứu, phát triển ứng dụng blockchain vào nhiều lĩnh vực từ tài chính phi tập trung đến những xu hướng công nghệ mới. CEO của Binance cho rằng blockchain đang là công nghệ mới cho kinh tế số và việc các quốc gia ứng dụng công nghệ này sẽ tác động sâu sắc đến tương lai của nền kinh tế địa phương và thế giới nói chung. Càng ngày càng nhiều quốc gia cho thấy quyết tâm của mình trong việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ blockchain vào đời sống. Bên cạnh đó, ông CZ khẳng định Binance luôn luôn tuân thủ các quy định của địa phương liên quan đến tiền số. CZ cho rằng điều đó đã được chứng minh qua việc Binance liên tục được cấp phép hoạt động tại Pháp, Ý, Dubai. Những hợp tác giữa Binance và các đối tác trong nước sẽ đem lại giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, tạo ra một lực lượng lao động làm chủ công nghệ cao, cũng như góp phần tư vấn chính sách cho cơ quan quản lý của nhà nước. Đây cũng là một trong những bước đi đúng đắn, theo định hướng của chính phủ Việt Nam, hướng tới một chính phủ số, một nền kinh tế số, đem lại giá trị tăng trưởng bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng. Cũng trong ngày 4 tháng 6, thì hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức khai thác hai đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai, Ấn Độ. Lễ khai trương hai đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai diễn ra tại Ấn Độ, với sự tham gia của lãnh đạo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, lãnh đạo sân bay, đại diện Vietjet Air cùng các hành khách. Theo ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet, sau thủ đô New Delhi, Mumbai là thành phố thứ hai của đất nước 1,4 tỷ dân Ấn Độ mà Vietjet có đường bay thẳng tới. Vietjet tin tưởng rằng hai đường bay đến Mumbai và tới đây là Phú Quốc, Mumbai sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho quan hệ đối tác các thành phố của Việt Nam với thành phố của những giấc mơ Mumbai. Đường bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Mumbai sẽ bay lần lượt 3 và 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng chuyến trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ông Đỗ Xuân Quang cho biết. Các đường bay mới cũng sẽ góp phần đưa du khách Ấn Độ đến với những điểm đến thu hút của Việt Nam như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sôi động, Phú Quốc, Đảo Ngọc, hoặc kết nối dễ dàng với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á mà Vietjet có đường bay tới. Thưa quý vị, trong năm 2022, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần so với con số thực hiện năm 2021. Theo tài liệu KBC gửi tới cổ đông chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022 vào ngày 25 tháng 6 tới đây, KBC lên kế hoạch kinh doanh với 9.800 tỷ đồng tổng doanh thu và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần so với thực hiện của năm 2021. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, KBC sẽ tập trung triển khai các kế hoạch đầu tư kinh doanh trọng điểm. Theo đó, KBC sẽ tăng tốc thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án, khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, khu công nghiệp Tân Phú Trung, khu công nghiệp Tràng Duệ mở rộng, khu đô thị mới Phúc Ninh, khu đô thị Tràng Duệ, khu đô thị Tràng Cát, cụm công nghiệp tại Long An, Hưng Yên để tạo ra các sản phẩm sẵn có đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Ngoài ra, KBC cũng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án khác như khu đô thị Lộc Giang, khu đô thị Hậu Nghĩa, Đức Hòa, khu công nghiệp đô thị Hữu Thạnh, Đức Hòa tại Long An, khu công nghiệp Tân Phước 2 tại Tiền Giang, tăng quy mô diện tích cho các dự án tại Hưng Yên, các dự án tại Hải Dương và Vũng Tàu.
Để đảm bảo nguồn vốn cho việc triển khai kế hoạch đầu tư và kinh doanh này, năm 2022, tổng công ty dự kiến thu xếp khoảng 10.000 tỷ đồng thông qua các hình thức thu xếp vốn có lợi thế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin nổi bật về doanh nghiệp niêm yết trong tuần vừa qua. CTG, VCBS, Vietinbank sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì khả năng tăng trưởng tín dụng cao trong dài hạn. PVN, khai thác dầu thô 5 tháng đầu năm vượt 22% kế hoạch. DGC, người nhà lãnh đạo DGC vừa sang tay 3 triệu cổ phiếu, thu hơn 700 tỷ đồng. HVN, Vietnam Airlines sẽ trả phí 2,3-2,5% trên năm cho khoản vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng. ACG, Gỗ An Cường niêm yết bổ sung 48,2 triệu cổ phiếu. PTB, VN-Direct đánh giá cao tiềm năng của cổ phiếu PTB. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin chứng khoán. Đầu phiên giao dịch ngày 6 tháng 6, các chỉ số biến động giằng co trước sự phân hóa mạnh của các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn. Chỉ số tâm lý thị trường TOPI hôm nay cũng đã nhảy về mốc 26, sợ hãi cực độ. Nhóm cổ phiếu dầu khí là tâm điểm của thị trường khi BSR tăng 10,14%, PLX tăng 3,22%, GAT tăng 4,59%. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản và xây dựng vấp phải áp lực bán rất mạnh. Trong đó, DXG bị kéo xuống mức giá sàn, HBC giảm 6,7%, DIG giảm 5,6%. Kết thúc phiên, VN Index đóng cửa mốc 1.290,01 điểm, tăng 2,03 điểm. Toàn sàn có đến 141 mã tăng, 315 mã giảm và 53 mã đứng giá. Đối với HN Index, đóng cửa mốc 306,81 điểm, giảm 3,67 điểm. Các mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên thị trường ngày hôm nay phải kể đến GAT, VCB hay MSN. Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu có tác động tiêu cực lên thị trường, điển hình là BCM, PGV hay DIG. Đáng chú ý, thanh khoản của thị trường đạt gần 17 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng ở mốc 4,1 tỷ đồng. Về bức tranh thị trường vàng, thì gáp vàng vẫn duy trì ở mức cao. Sự chênh lệch giữa giá vàng SJC so với giá vàng thế giới quy đổi ở mốc 15,2 triệu đồng trên một lượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.